Sáng nay, các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 năm học 2024-2025 tiếp tục thi môn tiếng Anh, thời gian làm bài 60 phút. Tiếng Anh là môn thi cuối của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, hệ không chuyên với hình thức trắc nghiệm. Tại các điểm thi đã bố trí phòng thi với đầy đủ cơ sở vật chất cùng các thiết bị phục vụ cho công tác thi tuyển, đồng thời triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự trong và ngoài khu vực thi. Các ngành liên quan và các địa phương đã phát huy tối đa tinh thần trách nhiệm, bố trí lực lượng, kiểm soát chặt chẽ, tập trung mọi điều kiện tốt nhất, đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn. Ngoài cái nhiệm vụ của các môn thi khác thì chúng tôi đã hướng dẫn cán bộ coi thi, đặc biệt là môn thi tiếng Anh, hướng dẫn thí sinh tại phòng thi về các cái quy định để làm bài thi trắc nghiệm. Vì môn tiếng Anh làm bài thi trắc nghiệm thì các em chưa được làm thi nhiều với dưới dạng đề thi này. Nên là chúng tôi đã chuẩn bị các dụng cụ cho cán bộ coi thi, hướng dẫn các em một cách rất cụ thể. Ngoài 3 môn thi chung hệ không chuyên, chiều nay 872 thí sinh tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Sơn La bước vào thi các môn chuyên toán, ngữ văn, tiếng Anh, hóa, sinh, sử, địa, tin, lý. Thời gian làm bài 150 phút.